Hello, chào gia đình yêu thương của Út nha. Chúc gia đình yêu thương của Út buổi chiều tối vui vẻ, ấm áp bên người thân gia đình nha. Trời ơi, nghe vụ sập cầu ngoài Phú Thọ nghe thấy đau lòng cả nhà. Thiên tai mới xảy qua giờ tới nữa. Nhờ vô câu chuyện luôn ha. Chuyến này xong mà, chuyến này cần cần và bè lũ cần cần tan rã rồi. Bèo dạt mây trôi y y đà. Anh guitar ơi, anh là cái người mà trợ thủ đắc lực nhất của bé Ge ở giai đoạn đầu đó. Cho cũng là trợ thủ cánh tay đắc lực đó, cũng là dữ dằn lắm nha, chứ không phải dữ dịch nha. Anh cũng lên anh xiên anh sở người ta nhiều lắm nha, anh bảo vệ tới cùng tới bến luôn nha. Đà mà cuối cùng giờ sao khóc dữ vậy hen, đàn ông đàn ơi gì ngờ vậy hả? Trời ơi, chơi không được thôi nghỉ, mất mới gì khóc dữ vậy hả? Ôi, giống mẹ Sáu à. Đụng chảy nước, đã khóc vụ gì vậy ta? Khóc vụ gì vậy? Hết tiền hả? Hết tiền kêu con Ve cho mượn, Ve không cho mượn đúng không? Trời, con Ve là vậy đó. Bé Ve là vậy đó, tiền là trên hết à, còn tất cả mọi người ngu tới bảo vệ nó gián chịu. Đã, cậu là người cho nó, nuôi nó từ nhỏ, nuôi mẹ nó từ nhỏ, cho nó danh vọng, cho nó sự nghiệp, cho nó cuộc sống, ăn uống rồi không có tốn tiền mà nó còn bán đứng, bán ngồi, bán nằm, bán nhảy cậu mà hú hồn chi thằng như ta. À, thằng guitar là thằng gì? Cái thằng guitar là một cái con cờ để nó lợi dụng bảo vệ nó trong lúc nó gặp nạn thôi, chứ mà lúc mà nó có tiền có ăn guitar là ghi quần què gì cũng không ăn nhầm nhò gì đó. Đó bây giờ xin tiền nó đi, nhào vô bảo vệ cho giữ đi, nhào vô bảo vệ dây cho giữ đi, để rồi nó quăng cục lơ giống như lúc trước con 20k nè, con nhà báo 20k cũng bảo vệ con ve từ lưu hột dưa lên chửi Hồng Loan ngày 80 lần, nào là cô con nuôi bà con nuôi vậy à. Sau này cái con ve kêu thằng Nguyễn Đáng Vlog chửi chửi mẹ 20k không còn gì luôn, còn nói là ăn ăn bún bò viên giật nữa, ăn ăn bún bò giật không trả tiền, còn lỡ là xin tiền mua điện thoại rồi xin khô mai rồi khô rồi lạc xưởng này kia ăn giật không trả. Nói là mẹ 20k ăn vịt mà lúc đó mẹ 20k binh ve biết bao nhiêu đa. Giờ kinh của con 20k nó lên nó làm YouTube, nó không biết cách sao lấy tiền, mà con ve có nút bạc rồi là con ve biết cách lấy tiền rồi, mà con ve không chỉ cho người ta, mà trong khi con 20k lại binh con ve, bảo vệ con ve, chửi Hồng Loan, chà đạp Hồng Loan không còn gì luôn. Vậy mà cái tiền tiền YouTube của 20k con ve không kỹ đó, như đó thôi là biết con người con ve nó điếm thúi và con người nó trân tráo vô ơn phản phúc, mất nết mất dạy cỡ nào. Vậy nhà cái bên dáng chịu cái có chơi có chịu cái lúc đó bên cũng lượt xem cũng nhiều lắm à, làm YouTube cũng nhiều tiền lắm mà sao giờ khóc vậy hả? À bây giờ con ve không để ý tới mình nữa đúng không, mà con ve giờ không có để ý tới ai á, con ve chỉ biết cu tiên thôi. Tại vì sao? Tại cu tiên là cái người kề vai sát cánh bên ve từ đầu tới cuối, không có lay động không có di chuyển đa. Dù gì cu tiên tuy là mình không ưa thiệt nhưng mà cái gì nói ra cái đó, cu tiên là người tốt với con ve hơn tất cả mọi người, ngay cả thằng cha già sạc pin cũng vậy nữa. Sạc pin là chỉ hết tiền mới lết háng về đây để kiếm tiền thôi, chứ nếu là còn tiền á, còn tiền là không bao giờ về đây đâu. Nếu mà về đã một năm mấy nay đã về rồi chứ không phải tới giờ này mới về đó, tại vì hết tiền rồi, tiền làm văn mấy trăm triệu với tiền bỏ túi mấy trăm triệu nữa hết rồi, giọng nuốt cán thồn như không hết rồi. Bây giờ lết cái háng về tính dụ mẹ Sáu kiếm mớ nữa, hay là thấy cha Bảy ói xì tin ra tính về kiếm mớ nữa, mà nào ngờ cha Bảy phục hồi một cách hoạn một, phải có bệnh đâu, có bệnh đâu. Cái xác của chú Bảy giờ có lợi lắm đó, có lợi lắm đó. Chứ mỗi lần hết tiền cái bệnh với anh bệnh đi bệnh đi bệnh đi cái bệnh dưới nước biển, dưới nước biển vô oxy cái có tiền đó. Mở tính ra cô Sáu tính kêu về đặng làm thầu đám tang với lại phần thấy Ni bị bắt vậy đó, kêu con cha mà sạc pin về đem cái đầu Hà Mã về để bà đàn áp Hồng Loan đúng không? Trời ơi, dễ ăn quá, dễ ăn quá đó. Nào ngờ dở cái hoạch cha Bảy phục hồi Ni xuất hiện đó, vì thế mà cha sạc pin đâu có tiền ăn, đâu có tiền. Hồi lúc qua đây là đi xin tiền rồi, đi xin tiền mua vé máy bay rồi, muốn qua thăm vợ thăm con, đi xin tiền mà phải đi đi xin tiền mấy mẹ đàn bà bên Paris á để mua vé máy bay qua, là biết con người nó tệ hại cái nào, biết con người nó bẩn bựa. Lúc trước cha sạc pin biết làm gì không? Cha sạc pin chuyên gia làm vót nước với lại nấu đồ ăn cho mấy mẹ quýnh bài đó, tối ngày hửi háng mẹ quýnh bài kiếm tiền ăn, chứ cuộc đời cha sạc pin đâu có làm mẹ đâu, nhờ hên đâu, nhào vô đám tang cậu kiếm được mấy cái áo
mấy giỏ sách với được hàm răng để đờ, chứ không thôi giờ này dòm hàm răng cái pin ói lên ói xuống, má ơi hàm răng giống như là cừ mà dưới cảng mà lâu năm mà dạt da dạt vô, cái da cái vô cái ngắn cái dài thấy gớm thấy sợ luôn. À nhờ cái đám tang cậu Nam nhảy vô cái được hàm răng cái giờ nhe răng cười hoài, giờ hết tiền rồi, hết tiền lết cái háng gì đây, đa lết cái háng về đây đây kiếm tiền, nào gần dây không bung tiền nữa mà phải khoa phụ làm đồ với oxy đa. Và bây giờ là tụi nó banh chành hết cả nhà, tụi nó giờ banh chành té bẹ hết rồi. Tiên á thì bên bóng, bóng á thì ghét, bóng á thì không ưa tiên đó, nhưng mà bóng lại muốn muốn ve, mà ve thì nghe lời tiên, mà tiên thì ghét bóng đó. Sạc pin á thì chửi tiên, tại vì tiên không cho anh ve cho tiền sạc pin nữa đó. Nếu mà anh ve mà cho tiền sạc pin nữa thì cô tiên sẽ khai những cái đoạn mà ve kêu cắt ghét ghi âm này kia hại hồng đoan đó. Rồi bây giờ guitar thì chửi mẹ con cô Sáu đó, nó nói y như cái đội cắm heo, y với nồi cắm lợn, nồi cắm heo gì đó. À ừa lưa hết. À bóng thì muốn ve qua với lợi, mà cô Sáu ve không chịu, tại lần trước bóng mất dạy người ta, bây giờ muốn quay lợi cô Tiên không cho, mà cô Tiên là ghét bóng, bóng ghét cô Tiên. Rồi bây giờ sạc pin là chửi cô Tiên đó. Bây giờ mà sạc pin là ba con ve, rồi con ve với nó bên ai, lẽ nó bên cô Tiên bỏ ba nó, lẽ nó bên ba nó bỏ cô Tiên, bỏ cô Tiên, cô Tiên khai ra cũng chết đúng cả nhà đó. Nó dối, nó dối vô cục cức, giờ nó dối y chang cục kít đó. Và thêm thằng gà mái guitar nữa, nó lên nó khóc lóc, nó trách thờn, nó trách thờn mày ơi, bản chất mẹ con của Sáu là vậy, mày ngu mày nhào vô mày dán chị mày trách cái gì hả? Đâu phải mày không biết đâu, đâu phải mày không biết đâu, Hồng Loan là người sinh cho mẹ con nó vô chốn mùa dịch, rồi rút cuộc để dành nhà dành cửa để chửi hại Hồng Loan biết bao nhiêu của mày đuôi mù hả, mày lé hả xẻ hả, mà trận trống trận dọc gì mà không thấy, mà mày nhào vô mày binh mày dán chịu khóc què khóc bẻ gì, đàn ông gì hở khóc hở khóc, đụng có chảy nước, đụng chảy nước, trời ơi qua ức quá hả, tội nghiệp quá ha. Ủa tội nghiệp dễ sợ luôn, hết tiền hả, thánh thần thiên đụng ơi. Giờ ý là muốn ve cho tiền đúng không, chọn ve giờ đâu cần, đâu cần đâu, giờ chỉ cần cô Tiên đó thôi à, ngay cả ba đó sạc pin nó còn không cần nữa, đừng cần cần ai đúng không cả nhà. À bây giờ nó dối vô cục cức. Bây giờ thám tử thì đang để chắc mẹ Sáu, mà thám tử là kẻ thù không đội trời chung với thằng trai sạc pin đó. Giờ sao giờ thêm cái gì nữa, làm gì nữa giờ đó, giờ nó dối vô cục cức, nó dối bờ luôn cả nhà. Rồi thêm một thằng ngu, thêm một thằng ngu nó nói là nhờ nó kết nối mà ve được nhiều người bảo vệ. Em ngu mà dám chịu, ai mượn? Không có mượn, không có mượn luôn, không có mượn này luôn, không có mượn kết nối luôn, ngu dám chịu à, nhà được kết nối giật ghế giống như là con hà mã vậy. Kết nối cô Tiên với lại anh Bóng, kêu cô Tiên xin lỗi anh Bóng, nào ngờ hai người không xin lỗi mà cô Tiên chửi sắp mặt lờ anh Bóng, chửi sắp mặt lờ luôn đó, cũng là cái tài lanh tài khôn kết nối. Và bây giờ anh guitar này ảnh nói là công ảnh kết nối, ai biểu mày ngu mà dán kiểu, ai mượn mày kết hả, ai mượn mày kết nối, trời ơi chắc hờn đúng không, trời thèm tiền đúng không, mơ đi mơ đi, mày đi bán cái số còn có tiền còn lẻ hơn mà kêu ông ve cho tiền mày đó. Nó vậy đó, nó là vậy đó, mày với hà mã với cái bọn mà cà bu là bảo vệ mẹ con của Sáu thì có kết cục vậy thôi, có kết cục y chang vậy thôi, cái kết cục mà mình thê thảm vậy thôi chứ không có kết cục nào tốt đẹp, bị người đời giũa xả rồi bị mẹ con nó quăng cục lơ trà bá lửa ứ hự cái mặt luôn đó, thấy 20 cao bị chửi sắp mặt lờ luôn. Vậy mà cũng nhào lên binh rồi, có con cá bảy màu cũng nhảy rồi bị kiện mấy lá đơn, giờ cái nhào lên binh hôm nay đi về nó chết nó mất tiêu. Cá bảy màu hôm nay đi về thấy nó không lên tiếng ta, nó đi ở mười mấy năm mà hôm nay đi về nó không ngôi lên đó cục kiết thánh tử nữa ta, giờ nó chết mất tiêu luôn rồi, nó chết nên nó vũ sát đâu mất tiêu luôn không thấy nữa đà. Giờ nó không lên chu chéo đó cả nhà. Tiên Ngáo là người đầu não đà, ve ve mà không nghe lời Tiên Ngáo là coi như bung 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 hết, tại vì Tiên Ngáo là cái người nắm rất là nhiều bí mật của cậu và cái người mà cắt ghép ghi âm để hãm hại Hồng Loan, mà con ve là người chỉ đạo và Tiên Ngáo cũng là người góp gạch xây mộ chuyển tiền cho con ve bao nhiêu bao nhiêu. Nếu mà bây giờ con ve với bà Sáu mà không nghe lời Tiên Ngáo á là bà Tiên Ngáo bà bung ra hết, mà bà Tiên Ngáo bà ở bên Mỹ bà không chịu trách nhiệm hình sự ở bển, nhưng mà ve ở đây là dính cháu, mà nói chung là cô Tiên là bà thương ve từ đó giờ không có quay xe quay tới luôn như thằng Bóng, như thằng Bóng đếm túi đó, mà đấm túi nó quay vòng giống như là quay đều những vòng bóng đó, là nó quay đều vậy đó, nó quay vòng nó quay ai nó cũng quay. Thằng Bóng không phải nó quay một người đâu mà nó quay rất là nhiều người luôn, nó nhảy qua cá bảy màu rồi nó nhảy qua Ni rồi nó nhảy qua con le le rồi nó nhảy qua bên ve ve rồi nhảy tới luôn bữa nào té háng bữa Bóng mà té háng nữa khổ lắm, đã là Bóng rồi mà còn té háng nữa khổ đó.
À, nãy Ni á khẳng định vậy nè. Ni nói á, lẽ ra là Ni không có làm tới nhiều đâu, chỉ làm mà lơ lơ thôi, làm lơ lơ lửng lửng thôi. À, nhưng mà vì cái tánh mất nết, cái tánh mà trăng tráo trơ trẽn của mẹ con ve đó, cái tánh mà thất tố của mẹ con ve đó, coi chờ bằng dung coi ai không ra gì đó, thì Ni sẽ làm tới, làm rõ mọi chuyện, làm tới bờ tới bến để lấy hết tất cả những gì thuộc về cậu, ngay cả cái kênh YouTube luôn nữa chứ không phải giỡn đâu. Nhưng mà đang để chờ. À, chờ mà cái nhà cửa xong á, giờ tới vụ sao kê là tụi bay thấy bà nội tụi bay liền, chứ không phải thấy Ni bây giờ im im á là tụi bay tưởng tụi bay thắng nha. Cái người im im á không nói gì mới ghê, chứ nói nhiều quá chẳng làm gì. À, nhưng thám tử nói là sắp có phim hay bao vui là cái này là nó dụ để người ta lên like, người ta coi phim hay buồn què phim hay gì, sắp tới tụi bay ở tù có giặc rồi ở phim hay. À, cái lực nhân quả nó đến, tụi bay thấy không? Cái lực nhân quả nó đến là tụi bay đang chạy đang chờ, chạy đang chờ. À, nhà nhà báo Hoàng Miên Nguyên Vũ đã gửi yêu cầu xử lý xem xét lại vấn đề tổ quốc ghi công mà con bông hậu nó con lông le le nó xúc phạm, thì cái nhà biết cái nhà báo Hoàng Miên Vũ này rất là có uy tín ở ngoài triều đình, cái một cái nhà báo là có uy tín ngoài triều đình chứ không phải là nhà báo lơm cơm giống như lợn cợn đó. Một tiếng nói là dù làm từ thiện cỡ nào cỡ nhưng mà có tội là phải trừng trị, chứ đâu phải ai mà có tội rồi thì đi làm từ thiện rồi cũng xong. Nếu mà vậy thì bà Hằng bà trắng án mẹ rồi, bà làm mấy trăm tỷ tiền từ thiện mà rốt cuộc bà cũng dính án tù vì những phát ngôn của mình. Thì con le le này 500 triệu hay 1 tỷ ăn nhầm nhòi gì, cỡ nào mày cũng đi. Và bây giờ tự nhiên la lên tôi gì tôi ngưỡng mộ người Quảng Ninh, ngưỡng mộ Quảng Ninh. Ủa, ngưỡng mộ có cần la làng lên không? Ngưỡng mộ có cần la làng la lửa lên vậy không hả? Giờ giống như họ mới cái câu mà nói là tôi đi đâu tôi nhớ Việt Nam muốn xỉu luôn. Muốn xỉu dữ chưa, xỉu dữ chưa mà sửa quốc ca rồi coi tổ quốc ghi công giống như hạ bộ mình, xỉu dữ chưa, xỉu dữ chưa. Người ta yêu nước để trong tim trong tâm trong máu của mình, chứ ai đâu mà la làng la lửa lên rồi sau đó sửa quốc ca coi thường đất nước hả. Đi nước ngoài nhớ Việt Nam muốn xỉu luôn, đó có ai đi nước ngoài nhớ Việt Nam muốn xỉu không hả, dốc láo vậy. Giờ cái la làng lên là thần tượng Quảng Ninh, ai không thần tượng Quảng Ninh, miền Bắc miền Trung miền Nam gì đó là anh em ruột già, làm một cùng là một dòng máu của đất nước Việt Nam, ai mà không thương. Tự nhiên cái la lên vậy rồi là gì vậy, để làm chi vậy, chi vậy le le hả, la lên vậy chi vậy, cho người ta biết mình là đang ngưỡng mộ người Quảng Ninh hả. Hả, người Quảng Ninh cũng không cần một cái người mà con bông le le mà sửa lại quốc ca ngưỡng mộ đâu, ảnh hưởng người ta lắm, ta cũng sợ lắm. Thiệt, cái người mà sửa quốc ca coi thường tổ quốc ghi công mà đi ủng hộ người ta sợ lắm, ta không muốn kết, ta không muốn làm thân đâu, đừng có giả bộ la lên ngưỡng mộ người Quảng Ninh. Thôi 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 thôi, người Quảng Ninh ta thấy ta sợ rồi, ta bỏ ra chạy rồi, ta thấy le le mà sửa quốc ca là ta gớm rồi, thấy le le mà lên ăn nói dâm tục thô tiểu vô văn hóa trên mạng xã hội là ta sợ rồi. Tha cho người Quảng Ninh đi, giùm cái đi nghe le le hả, đừng tưởng nói vậy rồi cái người Quảng Ninh cái suy nghĩ lại mình tốt không có đâu. Mấy người ngoài Bắc là mấy người ta chính kiến rõ ràng lắm, không có lộn xộn đâu, đúng không? Tự nhiên la lên tôi ngưỡng mộ người Quảng Ninh, tôi ngưỡng mộ Quảng Ninh, ai không ngưỡng mộ hả. Bắc Trung Nam ba miền là anh em ruột, một khúc ruột không thể mà lìa nhau được, hiểu không? Đâu cần la làng vậy hả, nhìn đi làm gì với ra muốn xỉu giờ giúp cuộc sửa ca và coi là tổ quốc ghi công giống như hạ bộ của mình, làm lố quá. Bởi gọi hậu dốt, nó dốt, nó nghĩ tới đâu nó tới đó, nó dốt mà nó dốt, nó đâu biết gì đâu nói, nó nghĩ ra gì nói tới đó à, nói không kiểm soát muốn nói gì nói à, dốt dốt làm sao biết kiềm chế bản thân được, dốt đâu biết lời nào nên nói lời nào nó không đâu, cái tưởng nói lên vậy là hay vậy đó. Con mà nó dốt dữ lắm cả nhà, con le le nó dốt dữ lắm, nó dốt y con cá bảy màu á. Mấy đứa mà dốt dốt hay thể hiện đó, mấy đứa mà dốt dốt hay là thể hiện mình thông minh lắm đó, tại vì biết sao nó dốt quá. Nó thể hiện thông minh cho nó che lại bớt à. Vậy hồi nãy có một cái vị anh đó khán giả cốt á có nói là nhắn tin cho con bảy màu hỏi bảy màu ơi sao mày nói Nguyễn Thị Minh Thái là tội phạm quốc tế rửa tiền này kia, tại sao mày không đi báo công an đi mà mày ngồi mày lên mày chua chéo hoài bảy màu đó. Thì bảy màu không trả lời, cái người này không trả lời, biết què trả lời hả, dám đi tố cáo đi công an còng đầu mày luôn, tố cáo đi, tố cáo là vu khống người ta còng đầu mày luôn, đi tố cáo đi bảy màu, làm đâu mất tiêu vậy. Hôm nay mày trốn mất tiêu rồi, mày nói đi về là tụi bay lại đi rồi mất tiêu chơi rồi, im ve hết trơn rồi hả, chơi kỳ vậy, chơi vậy mày chơi với ai, chơi chơi cờ hó chơi với ai. Ồ, người đó quỳ lại người xin lỗi, dọn người cá cược là kia mất tiêu chơi ngộ vậy trời. Cái drama là sao nhiều nhiều đứa nít mà già quá vậy, đứa nít già, người già chưa trưởng thành, người già mà mang cái não của đứa nít
chơi với nước nít vậy, cái da kẹo vô kẹo đã giờ cái đi về cái im hết trơn, im phăng phắc luôn. Chăn nhân đâu rồi, chăn dồ đâu rồi hả, Quốc Bình Dương đâu rồi, cái bảy màu đâu rồi, trời lên ăn cục kít đi, cạp cục kít đi. Ồ quỷ thần ơi, ghét những cái bảy màu. Ai mà thua tôi như tôi ghét quỷ cái như ghét ông trời, ăn bận giống gì hộm như tôi, trương binh chứ khí gì đâu không quỷ. Trời lên, trời lên đi bảy màu.